Và mày đã hỏi ý kiến của mẹ hay chưa? Và mẹ đã đồng ý hay chưa? Mẹ, vậy mẹ đã bao giờ hỏi ý kiến của tụi con hay chưa? Đúng rồi đó. Chính miệng mẹ nói không ai có quyền gả mẹ hết. Vậy tại sao mẹ đòi gả con Nhi? Mẹ, con cũng là con người, con cũng có tình cảm, cũng có cảm xúc riêng của con, chứ không phải chỉ là một con rối mà mẹ muốn đặt đâu thì đặt. Bây giờ mẹ đã hiểu cảm giác của con chưa? Mẹ, từ nhỏ đến lớn á, cái gì tụi con cũng nghe theo lời của mẹ hết á. Nhưng mà cái chuyện cưới sinh này, mẹ cho tụi con quyết định đi mẹ. Đứng đó làm gì? Đi vô đi. Anh Duy! Hóa ra mấy đứa hùa với nhau. Mày bày đầu ra cái chuyện này, mày tính gài mẹ đúng không? Thôi mà mẹ, chuyện của tụi nó thì để cho tụi nó quyết định đi. Mẹ không nhớ hả? Hồi đó mẹ cũng ngăn cấm vợ chồng con, thì vợ chồng con vẫn tới được với nhau và sống hạnh phúc tới giờ đó. Cậu Duy, tôi có một câu hỏi này dành cho cậu. Cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi biết.